Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì hôm nay tôi xin phép được giới thiệu một cái combo hai loại men sinh học chuyên dụng để nuôi trùng quế bằng phân heo. Thì thông qua việc sử dụng hai cái loại men này, chúng ta sẽ xử lý được cái phân heo công nghiệp, tức là những cái chạy heo nuôi vỗ béo hàng ngàn con ấy. Chúng ta thay vì đưa vào hầm bioga một thời gian nó sẽ bị đầy và quá tải, và cái chi phí mà chúng ta vận hành cái hầm bioga cũng như là vận và xử lý cái bùn bioga mà nó tồn dư trong một thời gian dài thì rất là tốn kém. Thay vì vậy, chúng ta có thể có một cái giải pháp mới thay thế, nó tiết kiệm khá là nhiều chi phí cho người nuôi heo, và chúng ta có thêm một cái nguồn phân trùng quế nuôi từ phân heo rất là tốt để chúng ta bón ngược lại cho cây trồng, cũng như là có một cái nguồn trùng thịt để làm cám hay là làm thức ăn chăn nuôi cũng rất là hiệu quả và tuyệt vời. Đặc biệt là với cái hiện trạng là nuôi heo quy mô lớn hiện nay, với vấn đề bảo vệ môi trường và chất thải ô nhiễm môi trường đang rất là đầu đầu đối với những trại heo lớn, thì cái công nghệ vermicomposting hay còn gọi là nuôi trùng quế để xử lý phân heo cũng là một giải pháp tối ưu mà chúng ta cần phải quan tâm và ứng dụng ha. Tùy vào cái vi mô và mức độ và nhu cầu thì chúng ta sẽ có những giải pháp khác nhau, nhưng bản thân tôi, một người theo ngành cũng khá là lâu năm, trùng quế là một cái đối tượng vật nuôi cũng khá là hiệu quả, nó giúp làm gia tăng giá trị những cái loại cây trồng mà vật nuôi đi sâu nó rất là hiệu quả và tốt luôn, từ đó giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Thì combo men thì bao gồm hai loại VL01 và VL02. VL01 thì dạng cám, VL02 thì dạng nước. Thì trên tay tôi đây là cái bộ men VL02 chai 1 lít men gốc, chúng ta có thể pha lên thành 200 lít men thứ cấp để chúng ta sẽ đổ vào hầm phân heo, chúng ta đánh khuấy nhuyễn cho men nó thấm vào với phân heo đều, và sau đó chúng ta sẽ ủ khoảng tầm 2 đến 3 ngày, đảo trộn đều để cho cái men nó hột hóa lên, và nó sẽ giúp cho cái phân heo chúng ta, thứ nhất giảm được độc tố, bởi vì phân heo thì ăn cám công nghiệp nhiều nên cái dinh dưỡng rất là cao, nên cái hàm lượng độc tố khí độc khi mà trong cái môi trường yếm khí ấy, nó sẽ rất là nhiều. Thì cái men này sẽ có một cái số chủng vi khuẩn sẽ giúp phân hủy và phân giải những cái chất khó tiêu và độc hại đó, giúp cho trùng nó thích nghi tốt hơn. Thứ hai là cân bằng pH, thứ ba là giảm được cái độ mặn trong phân heo sau khi chúng ta pha loãng với nước và đưa cái hệ vi sinh này. Vi sinh này là cái vi sinh mà chúng tôi đã tách chiết từ những cái chủng vi sinh công nghiệp, những cái chủng vi sinh mà thích hợp để nuôi trùng bằng phân heo. Đấy. Thứ ba là cân bằng pH, và cuối cùng mới là nó sẽ giúp giảm được cái mùi hôi thối trong phân heo rất là nhiều. Thì combo cái chai men này thì chúng tôi hiện tại đang cung cấp trên toàn quốc, và nếu như những cái trại heo lớn có nhu cầu và chuyển giao công nghệ nuôi trùng với bằng phân heo hoặc là muốn mua cái loại men này thì xin hãy liên hệ với số điện thoại duy nhất của tôi bên dưới video này, 0349 816 802. Tôi sẽ tư vấn cùng với các cộng sự đến trực tiếp tại trại heo, tư vấn để chúng ta có thể xử lý phân heo nuôi trùng quế một cách hiệu quả và thành công nhất, tiết kiệm nhất chi phí có thể. Và nếu như mọi người muốn tìm hiểu thêm những cái video nói sâu hơn về cái sản phẩm men VL02 dạng nước này thì mọi người cứ lên kênh YouTube Vương Trùng Quế và bấm những cái từ khóa là men VL02 hoặc là men VL01 xử lý phân heo để nuôi trùng quế, thì tôi cũng luôn luôn là có những cái video giới thiệu và chi tiết hơn và những cái hình ảnh đã nghiệm thu nuôi trùng quế bằng phân heo bằng cái bộ men này ha. Ngoài cái men lỏng VL02 ra thì chúng tôi cũng có cái men nước, men bột. Đấy. Cái men bột. Đây, cái men bột này chúng tôi là sử dụng cái vi sinh vật bản địa để chúng ta có thể là rải trực tiếp vô phân bò hoặc phân heo, hoặc là rải trực tiếp vô cái bề mặt của cái lúa nuôi chúng ta. Cái hệ vi sinh vật có lợi bioprotic nó sẽ giúp kích hoạt và tăng cường cái đường ruột, hệ vi sinh đường ruột của con trùng lên, và giúp nó tiêu hóa được nhiều thức ăn từ phân heo hơn và tăng năng suất cũng như là tăng cường khả năng sinh sản của con trùng. Đấy. Thì nó sẽ không có những cái bất lợi và rủi ro trong quá trình mà chúng ta nuôi bằng phân heo. Thì combo hai loại men này sẽ được ship có tận nhà, tận trang trại heo của mọi người, và trong cái men này có số điện thoại của tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho mọi người để chúng ta làm sao mà ứng dụng hiệu quả và thành công nhất cái bộ men này trong cái vấn đề là nuôi trùng bởi bằng phân heo nói riêng, cũng như là vấn đề xử lý mùi hôi của những cái môi trường ô nhiễm nói chung. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua video này, và nếu như mọi người ở xa không có thời gian đến Ninh Thuận hay đến Củ Chi tham quan trại trùng quế của chúng tôi thì mọi người có thể mua bộ sách kỹ thuật nuôi trùng quế bằng phân heo tươi, hoặc là mua cái bộ sách kỹ thuật nuôi trùng quế bằng phân bò và ứng dụng trong nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi để chúng ta có thể tham khảo thêm. Và cái bộ sách này là tôi cũng ship code và miễn phí ship toàn quốc cho mọi người, riêng cái vấn đề là mua sách thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng với bà con, đó là miễn phí ship để chúng ta có thể tiếp cận và đọc những cái thông tin này trước
Sau đó chúng ta sẽ thực hành thực tế, và trong sách nó có hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết. Và trong quá trình đọc sách hoặc là sử dụng những cái sản phẩm mà mọi người cảm thấy thắc mắc hoặc không hiểu thì xin hãy gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại duy nhất chính chủ, số Zalo của tôi luôn, đó là 0349 816 802, để chúng ta có thể giao lưu, học hỏi, và tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cùng nhau thúc đẩy phát triển một nền nông nghiệp bền vững và cùng nhau đưa cái ngành trồng quế nó lên phát triển hơn nữa, để tất cả mọi người, tất cả bà con nông dân có thể sử dụng những sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp rau củ quả ứng dụng phân trùng quế. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế.